Nhiều đối tác mới của Sky World Community không biết cách quảng bá và phát triển đúng cách trong cộng đồng. Họ sợ mắc sai lầm. Họ không tự tin vào khả năng của mình. Họ gặp khó khăn trong việc giao tiếp. Tất cả chúng ta đã từng ở vị trí của họ. Để dễ dàng hòa nhập vào các quy trình và hiểu trong thực tế cách thức hoạt động của nó, học các kỹ năng mới và phát triển các cơ chế cần thiết, chúng tôi đã phát triển một cấp học cơ bản gồm 3 phần. Phần thứ nhất, học tập cơ bản, cho phép bạn hiểu cách thức hoạt động của công ty, giúp hiểu các đặc điểm và nền tảng pháp lý của nó. Tại đây, bạn sẽ biết cần bắt đầu hành trình phát triển của mình từ đâu và những điều cần chú ý ngay từ đầu. Đào tạo cơ bản bao gồm kiến thức cơ bản sẽ hữu ích cho cả đối tác mới bắt đầu và đối tác có kinh nghiệm để củng cố tư liệu nền tảng. Phần thứ hai, khối kiến thức học tập bổ sung về bán hàng từ các thủ lĩnh của SVWC. Nó sẽ cho bạn cơ hội để làm việc hiệu quả trên các kịch bản đã được kiểm chứng và hiệu quả. Việc trải qua khóa học này cũng giúp bạn thoát khỏi nỗi sợ bán hàng và sự không tự tin. Hoạt động đào tạo này được diễn ra cùng với hình thức Mastermind, đào tạo bán hàng theo nhóm, do một người cố vấn kinh nghiệm đồng hành. Sự chú ý tối đa được dành cho việc thực hành liên tục bên trong các nhóm nhỏ cũng như theo cặp với người cố vấn, làm cho việc học thú vị, hiệu quả và quan trọng nhất là tính ứng dụng. Phần thứ ba, 3 khóa học chuyên môn. Khóa học độc đáo Michael Bang xây dựng nghệ thuật thuyết phục với những kỹ thuật bán hàng nhằm tăng sự tự tin. Khóa học về phương pháp làm việc với khách hàng lạnh, iceberg, tảng băng trôi. Qua đó, bạn sẽ biết cách thấu hiểu khách hàng của mình, phát hiện những nhu cầu và trở thành người bạn của họ. Khóa học độc đáo thứ ba được Vladimir xây dựng các kỹ thuật NLP, cơ sở tự lập trình bản thân. Tham gia khóa học sẽ cho phép bạn cải thiện kỹ năng giao tiếp và thiết lập giao tiếp hiệu quả với các đối tác hiện tại và tiềm năng. Sau khi hoàn thành khóa đào tạo cơ bản, bạn sẽ đẩy nhanh tối đa sự phát triển của mình trong mô hình kinh doanh SVWC, đạt được nhiều kỹ năng cần thiết để tăng mức bán hàng trung bình và mở rộng quy mô cộng đồng của mình trong thời gian ngắn nhất. Hãy đăng ký lên nền tảng Smart Work Community theo link đã nêu hoặc theo mã QR trên màn hình của bạn. Hãy học khóa đào tạo cơ bản và nâng cao năng lực chuyên môn của mình cùng với các chuyên gia của Sky World Community.